cây mới cắt 100 lẻ nha các bạn ơi. Cây 100 lẻ và cùng chiếc máy kéo khủng luôn các bạn. Máy kéo kéo 3 lớp 100 bao. Chạy bánh xích 95 các bạn ơi, khỏe lắm luôn. À các bạn xem cái máy kéo dữ lắm, bự. Chạy đầu cua ta xám 4 máy các bạn. Cái máy kéo á. Đi kéo có 2 người à. Miếng đất hơi dài quá các bạn ơi. Bởi cho nên mình quay nó hơi xa cho nên hơi mờ, hơi khó coi. Các bạn và mọi người xem và thông cảm cho mình nha. Mình zoom lại gần quá nó bị bể nè các bạn. Bị xa quá xa. Cây 100 lẻ đang chạy. Cái máy kéo dữ lắm luôn các bạn ơi, bánh xích dàn chân 95 mà chở 3 lớp là 100 bao các bạn, khủng luôn á. Mới thấy cái máy kéo quá trời bự. Máy này máy ở Kinh Ganh nha các bạn ơi, chạy đồng ở dưới Thầy Quân. Đang chạy đây là đồng Thầy Quân nè các bạn. Máy này không biết mua mấy vụ mà thấy còn mới quá các bạn ơi. Chắc chủ cũng xài kỹ nè các bạn. Thấy còn bốc lắm. Tem còn rồi các bạn. Thấy còn mới chát nè các bạn. Đau quá. Đó các bạn coi chắc kìa. Ghê hồn chưa? Chưa có đủ nữa các bạn thấy không, lớp mà bao nhiêu đó, ô dài, cậu lúa công nhân khủng thiệt, khủng luôn á. Quá trời dài cậu luôn, 3 lớp 100 bao mà. Rồi làm đó nữa là xong rồi đó các bạn. Rồi chắc chạy vô, chắc chạy qua miếng bên đó quá. Miếng kế đó các bạn, không biết chạy không. Mình đoán thôi chứ mình cũng không biết. Quá trời xa luôn rồi các bạn ơi. Bể các bạn thấy không? Gần nó bể. Xa dữ lắm luôn. Mình buông ngang cái là dọn không thấy cái máy luôn á. Thấy không? Xa lắm. Máy kéo dài quay đầu cũng hơi cực khổ các bạn. Tôi qua lại cũng hơi khó khăn. Rồi chiếc máy cắt đang chạy vô chắc chuyển qua bên kia đó các bạn ơi, không biết cắt không. Cái bờ nó không biết cắt không, cắt mình quay luôn cho các bạn xem nha. Quá wow, không gài khăn tiếng ngặt mũi quá trời rồi. Chạy thấy biết bao lâu vô mới tới nè các bạn thấy không? Xa lắm. Máy còn mới chát rồi các bạn ơi, đã quá.
Rồi, vậy là chuyển qua bên kia các bạn ơi. Dướng hàm quá không được các bạn. Bèn lên cao luôn. Wow, máy cũng chạy kỹ lắm nha các bạn. Còn mới chát. Qua không lọt hả? Quay chị chú ruộng đang hút lúa. Có lên chưa? Có thấy có lên ngay kinh của em không? Ừ. Bự quá đi đường cũng khó khăn hết các bạn ha. Nhưng mà chẳng thà bự đi các bạn ơi, mình đi ra đường mình làm không có, nó mau lẹ hơn. Vậy là nãy giờ chị có vô kinh coi ủng hộ tiếp đó hả? Kinh Phan Quốc Hải nha, dưới Kiên Giang dấu yêu hai kênh. Rồi xuống cắt miếng này các bạn ơi. Wow, cái miếng vuông này mới đã nè các bạn. Nước không rồi các bạn ơi, có nước. Chẳng thà ta để nước các bạn, nó không có dẻo. Hay cha, hay cha. Hết hồn cái máy kéo không các bạn? Thấy cái máy kéo là thấy kết rồi. Dài mà bánh bự nữa. Quá wow, cái miếng nó dài luôn kìa. Các bạn dòm thăm thẳm luôn á. Cái này là cái vuông tôm đó các bạn, cho nên là nó có cái mương nè các bạn. Nhưng mà bây giờ người ta làm ruộng rồi chứ người ta không có thả tôm. Như cái đê bao của người ta để gì thôi.
chứ không có thả tôm các bạn. Xa quá các bạn ơi, cho nên mình đợi gần lại mình quay cho các bạn xem dễ xem. Thì xa. Cái tầm này thì mình quay được, cũng có thể xem được, tại chạy xuống tuốt cái đầu dưới này xa quá, mình quay nó cũng hơi khó coi. Nhìn lại thì nó bể. Cái này cũng như cây 100 chạy đất vuông nha các bạn ơi. Cái này thì nó cũng như cái vuông tôm này, cái vuông bao ngạn luôn á các bạn. Nhưng mà cái đầu xuống này thì nó là ngay nó không có mương. Các bạn xem cái đầu xuống không có mương nè ha. Để cho nên nó cũng đỡ cái tay đó mình nhìn lại các bạn đỡ thôi. Quà lũ con trúng quá các bạn, một mâm luôn nè. Cứ thêm cây 100 nữa chạy lúa hơi nhiều, hàm tới 2m69 chứ không được là 2m7, đúng nó là 2m69 đó các bạn, hàm cây 100 cây này chủ xài cũng kỹ đó các bạn ơi, mới lắm, không biết mua bao lâu chứ mình thấy còn ngon lắm. Kéo xuống bỏ lúa luôn các bạn ạ. À, cái máy kéo các bạn. Dòm hết hồn cái máy kéo luôn các bạn, nó dài. Chạy đầu cua ta xám các bạn, 4 máy. Thêm chạy dàn chân 95 các bạn ơi. Nghe mấy ông nói chạy chở 3 lớp là 100 bao các bạn.